Em chào cả nhà nhé. Chúc cả nhà một tháng mới thật là may mắn, một tháng mới thành công và bình an. Vừa Lan Trung Anh xin chào tất cả các cô chú yêu Lan trên cả nước. Hôm nay Vừa Lan Trung Anh sẽ ra mắt một dòng sản phẩm, đó là dòng Denso Xuân Hoa Tết, dòng Denso Xuân Hoa VIP mọi người nhé. Một trong những dòng Denso Xuân màu tím họng vàng rất là đẹp và thân thủ rất là to. Đấy, em giới thiệu cho mọi người. Các bạn đặt hàng vui lòng liên hệ qua hotline nhà em Trung là 0978811190 hoặc qua hotline, qua Zalo, qua fanpage cũng như là kênh TikTok Vừa Lan Trung Anh mọi người nhé. Denso Xuân này em đang Trung đang tri ân cho mọi người với giá bao nhiêu ạ? Bình thường một chậu Denso Xuân đẹp như thế này em Trung đang bán cho mọi người với giá là 220.000 một chậu. Thế nhưng hôm nay em Trung tri ân nhé, tri ân các bác lớn các bác này, một chậu Denso Xuân như thế này với giá bao nhiêu ạ? 179k, giảm giá kịch sàn luôn. Và cái Denso Xuân này nó sẽ cao tầm 60cm mọi người, 60cm, hơn 60cm một chút mọi người nhé, hơn 60cm một chút. Và đang rất là nhiều mầm hoa như này. Đấy, màu tím này, màu tím họng vàng. Đấy, rất là đẹp luôn. Với giá là 179k một chậu. Đấy, cây như hình em đã chung này. Và cây có một thân mẹ này, và có hai cái thân mô mọi người, hai thân mô. Và khi mọi người chọn đây, cái dòng này thì cực kỳ riêng hoa, nó ra hoa từ những cái cành giống mọi người này. Đấy, chi đoà mua một cái cánh hoa nó sẽ rủ ra thêm được 3 đến 4 bông. Các bạn tưởng tượng là một cây đen xuân này bung thì rất là đẹp luôn. Đấy mọi người, chỉ cần 3 chậu đen xuân thôi, 3 chậu đen xuân mọi người lên một bình, lên một cái chậu tác phẩm cho em thì đẹp cực kỳ luôn này nhé. Đấy, cả nhà chỉ cần lên 3 chậu thế này thôi là đẹp lắm rồi này. Lên 3 chậu đen xuân, những cái chậu tác phẩm này. Đấy, cái lá đen xuân là khi nó ra hoa là nó vàng dần mọi người nhá. Nó rụng trơ trụi đi, nó rụng trơ trụi đi và trơ nguyên hoa, nó khoe sắc cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, một trong những dòng Denso Xuân gọi là Denso Báo Xuân. Đấy, dòng này có tên gọi là Denso Xuân hay gọi là dòng Denso Báo Xuân mọi người nhé. Báo hiệu một năm mới sắp đến, một mùa xuân đang đến. Đây mọi người này. Đấy, chi nụ. Đấy, cao tầm từ 60cm trở lên, thân rất là mập và đẹp như này mọi người này. Từ 60cm trở lên nhé, đấy là còn có khi nó còn cao hơn mọi người nhé. Đấy, rất là đẹp mọi người, chỉ cần 3 chậu thôi. 3 chậu lên bình, một chậu tác phẩm là đẹp lắm rồi. Với giá là 179.000 một chậu và mua từ 3 chậu. Tri ân trong ngày 23 tháng 12 nhé, 23 tháng 12 em tri ân ngày đầu tháng, lấy đọc bạn lấy đọc đầu tháng nhá, là giảm giá từ 220 xuống chỉ còn 179.000 một chậu và đi đơn 3 chậu này là em Trung bao ship. Hôm nay em Trung bạn lấy đọc thôi, bạn lấy đọc đầu tháng, một tháng đầu tháng của tháng 12 cũng là một tháng cuối của chuẩn bị vào một năm mới dòng Denso Xuân. Các bạn đặt hàng vui lòng liên hệ cho em là hotline là 0978811190 hoặc là qua kênh fanpage, qua kênh YouTube, kênh TikTok Vừa Lan Trung Anh, hoặc là mọi người nhắn tin trực tiếp cho em Trung và có thể là gọi điện đặt hàng và báo mã sản phẩm cho em. Đúng là Denso Xuân, Denso Xuân hoa Tết này cực kỳ đẹp các bác nhìn này. Đấy, nhìn rất là mê luôn. Mọi người chỉ tầm 3 chậu thôi là được một tác phẩm xinh rất là đẹp rồi. Đấy, đây là dòng Denso Xuân. Các bạn đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua hotline nhà em Trung là 0978811190, qua fanpage, qua kênh TikTok và kênh YouTube Vừa Lan Trung Anh. Mọi người nhớ này, nó cao tầm trên 60cm nhá, trên 60cm em đo gạch cho mọi người nhìn luôn. Đấy, gạch nhà em Trung là gạch 80. Đấy thì cây Denso Xuân đây, gạch nhà em Trung là gạch 80 nhá, gạch 40. Đấy, nó rơi vào tầm đúng 60 hoặc hơn 60 một chút mọi người này. Đấy, em Trung sẽ đo cho mọi người hai cây mẫu này, tránh trường hợp là các bác bảo là sao trên video cây cao to thế mà khi nhận hàng thì cây rất là nhỏ đấy mọi người. Đấy, gạch nhà em gạch 40 hay gạch là 80. Đấy, nó rơi vào tầm 60 đến 70cm là cùng. Đấy, em cứ nhận từ 60 trở lên. Đấy, đúng hàng mọi người nhận hàng cho em, không đúng hàng mọi người quay lại hàng cho em Trung, kiểm tra đúng hàng Vừa Lan Trung Anh. Và mọi người nhớ là Denso Xuân VIP nhé. Và Denso Xuân này, đấy, cây em thực tế giao cho mọi người như thế này, nhiều nụ, nhiều hoa và cây rất đẹp như thế này, với giá là 179. Các bác nhớ đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua lại nhà em Trung là 0978811190. Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong cái video giới thiệu dòng Denso Xuân. Hẹn mọi người trong cái video tiếp theo. Em xin phép chào mọi người.